Lời đầu tiên thì em xin phép được chào thầy, chào tất cả các anh chị trong cộng đồng không biết là trong lớp khi không là giờ đi tờ của thầy Trần Toản. Cảm ơn thầy đã cho em có cơ hội được chia sẻ trong cái lớp vô cùng tuyệt vời như thế này. Thì thực sự là cái lớp này em cảm thấy rất là xúc động. Nó cũng tạo cho em một cái sự rưng rưng cảm xúc từ hôm qua đến giờ mà em rất là muốn nhiều lần muốn giơ tay lên phát biểu, nhưng mà nó vẫn không chưa chưa đủ một cái độ cảm xúc, chưa chưa bình tĩnh được lại để mà giơ tay lên phát biểu trước cộng đồng không ít của các anh có anh chị như thế này. Thì thực sự em muốn chia sẻ đây một điều rằng là trước đây em là Trương Nguyệt, em là bên hãng người đồ sự kim của bố Trần Thủy. Thì thực sự trước đây em và Bác Thủy là cũng đã có những thời gian dài đi cùng nhau và xây dựng cái hệ thống. Tuy nhiên là bọn em luôn 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 loay hoay và không biết xây dựng cho mình đi một cái hướng như thế nào cho nó đúng bài bản, đúng công thức. Và thực sự hai chị em đã rất là trăn trở rất nhiều vì chuyên về chủ yếu là đi đi chuyển giao và đào tạo cho sở ba, cho nên là khi mà dịch bùng phát mạnh như vậy, các sở ba đóng cửa liên tục 4 năm tháng này thì thực sự đó là một cái khó khăn rất là nhiều cho các chủ sở ba. Các chị em không còn cái nguồn thu nhập nào khác vì là đang quen theo cái kiểu làm truyền thống và chưa biết chuyển mình sang online. Thì đó là một cái mà thực sự là trăn trở và rất là đau đầu của bóp và cũng như của bản thân em. Thì bọn em cũng đã phải tìm hiểu rất là nhiều thầy, cũng phải đưa ra chiến lược chắc chắn, phải tìm thầy để cho tìm cho mình một cái người dẫn đường để đưa hệ thống đi trong cái con đường nào nó có công thức, nó có quy trình và nó có chính xác để dẫn mình tới thành công, chứ không thể để cho chị em mà đi theo mình như vậy mà lại phải là nghèo đi mỗi ngày và không có thu nhập như vậy. Thì thực sự bản thân bọn em cũng rất là trăn trở như vậy, và sau đó là em đã tìm hiểu và đã tìm tới thầy, và cái may mắn là bóp nhắn tin cho thầy và thầy đã trả lời lại. Thực sự cái giai đoạn đấy mà thầy trả lời lại được là bọn em rất là mừng luôn, vì nhắn tin cho cũng mấy thầy nhưng mà đa số là họ cũng không trả lời á, cho nên là khi mà trả là thầy trả lời thì nó cũng là một cái duyên, và thực sự đã gắn kết được thầy đến với hệ thống ở đồ sử kim. Và con người em, kể cả em và Bob đã thay đổi kể từ ngày đấy. Ngày đầu tiên gặp thầy, thầy coaching cho thực sự em cũng còn chưa biết được, hình dung được là sẽ phải hỏi thầy gì hay là sẽ phải nói như thế nào. Vì lúc đấy không biết, thực sự là nó như là nó mù mờ ấy. Thì trước đây có một số cái kỹ năng nhưng mà bọn em làm theo bản năng thôi, và cái bản năng nó đã đang không thành công rồi, cho nên là bây giờ bọn em không biết làm thế nào, nên là khi gặp thầy buổi đầu tiên cũng vậy. Thầy sẽ nói rằng là sao mà trong trong hai cái đứa này, một đứa thì boss hệ thống, cả một hệ thống, một đứa thì gọi là giám đốc đào tạo, nó thể từng chia sẻ, nhưng mà sao nó lại chả có cái tí dáng dấp gì, không biết ăn nói, không biết truyền đạt, không biết diễn giải, không biết rất là nhiều thứ luôn đó. Thì đó là thực sự là một cái mà khi bước chân đầu tiên bọn em đến với thầy nó như thế, chưa biết một cái gì, và sau dần dần được học các cái lớp của thầy, thầy đã thay đổi con người em từ từ từng bước một, từ cái kiến thức, từ cái tư duy mở, bắt đầu là em phải mở tư duy của em ra trước đó, và em đã tiếp nhận được, em biết được mình phải mở tư duy để tiếp nhận những kiến thức mới, chứ mình mà cũng trong như trong tâm thức biết rồi là chắc chắn là mình chết thật. Và trước đây em cũng gần như là cứ nói là ở mấy cái này nghe rồi, mấy cái này nghe suốt rồi, nghe mấy thầy nói rồi, nhưng mà thật sự đúng đó là cái tôi biết rồi là bằng là tôi chết rồi, đúng, em không nhận cái điều đấy. Nó học cũng không thầy đố mày làm nên là như vậy, và bản thân em đã thay đổi từng bước như vậy và đã học được thầy rất là nhiều lớp, và biết thầy đã đưa ra những cái kịch bản rất là hay, và cho bọn em có những cái công thức, có những quy trình để em có thể đóng gói nó lại để đào tạo cho nhóm của em, và hệ thống của bên em nó một ngày nó mở mang kiến thức ra, mở mang cái tư duy ra, còn sau đó để cho cả cái hệ thống ở đồ sử kim và những cái buổi đào tạo của thầy, thực sự một nói là thầy đánh thức cả cái hệ thống ở đồ sử kim gần như là đang bị ngủ vì chưa biết kinh doanh online như thế nào, chưa biết làm thế nào để kinh doanh và chưa biết phải xây dựng bắt đầu từ đâu, thì thầy đã đánh thức cả cái hệ thống ở đồ sử kim bên em như thế. Và thực sự em biết ơn thầy rất là nhiều và biết ơn Bác Thủy đã cho em có cơ hội được gặp gỡ và được học tập thầy. Thực sự được học tập thầy là một cái điều hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc đối với em, và nhất là hai cái ngày hôm nay, từ ngày hôm qua đến giờ học thầy không bài học bạn, em đúng thực sự là em vỡ rất là nhiều điều. Các bạn ở trong, các anh chị ở trong cộng đồng Phunix, ở trong lớp Become the Leader này là những con người vô cùng tuyệt vời mà thầy đã kiến tạo ra. Em thực sự sự các bạn rất trẻ và các bạn giỏi kinh khủng luôn, em ngưỡng mộ lắm thật. Ngồi nghe tất cả những chia sẻ của các bạn ý và em không rời, em ghi chép lại, em ghi được gì theo em hiểu là em ghi chép lại
đó, và thực sự là các bạn ấy quá giỏi và sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội của mình. Thì đó là một cái mà đúng bản sao của thầy, em nghĩ là bản sao của thầy. Thầy là người dám cho đi rồi thì các bạn, các anh chị trong cộng đồng Phương Ý cũng là những người vô cùng tuyệt vời. Em biết ơn thầy một lần nữa, biết ơn các anh chị trong cộng đồng Phương Ý đã có những cái bài chia sẻ rất là hay và đã cho người có cơ hội được học tập và một cái đứng trong cộng đồng Phương Ý của thầy.